nỗi đau cho những người ở lại. Sau những thảm họa về lũ quét, sạt lở đất do bão Yagi gây ra vừa qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hơn 100 em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi, cơ nhỡ, không còn người thân, không nơi ở, không tài sản. Tương lai của các em sẽ ra sao? Xin được chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xuân Còi Vlog. Sống sót nhờ ở lại trường, đó là trường hợp của em Hoàng Xuân Phúc, sinh năm 2009, và Hoàng Gia Bảo, sinh năm 2017, là hai trong số 17 trẻ tại thôn Nàng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, rơi vào cảnh mồ côi sau vụ lũ quét sạt lở kinh hoàng sáng ngày 10 tháng 9. Thảm họa đã cướp đi bố mẹ của các em cùng toàn bộ nhà cửa, tài sản. Hiện em Phúc và Bảo đang ở với bà nội, bà Hoàng Thị Hiến. Bà Hiến kể, đêm ngày 9 tháng 9, do mưa to, Phúc ở lại trường, còn bố mẹ và em Bảo vẫn ở nhà. Mấy hôm sau, Phúc trở về thì thấy Làng Nụ tan nát hết, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của bố. Còn mẹ vẫn mất tích, Bảo may mắn được dân làng cứu khỏi dòng lũ, nhưng bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi. Từ khi bố mất, mẹ mất, em nằm viện, Phúc gần như người mất hồn. Cậu gần như không nói chuyện, không chia sẻ gì, kể cả với người thân. Phúc bỏ bữa liên miên, thức trắng nhiều đêm. Kết quả học hành của em ngày càng sa sút. Cháu không nói, nhưng tôi biết nó buồn vì người ta vẫn chưa tìm thấy mẹ của cháu ở thời điểm đó. Tôi chỉ mong có một phép màu để sau này có một ngôi mộ để cháu thắp hương cho mẹ và bố được ở bên cạnh nhau, bà Hiền nói trong nước mắt. Bảo hiện đã chuyển tuyến điều trị lên Hà Nội vì vết thương trở nặng. Đi cùng cháu chỉ có một người bác ruột. Sức khỏe của Bảo rất kém, chỉ ăn được một chút cháo mỗi ngày. Bác sĩ tiên lượng Bảo sẽ phải nghỉ hết năm học này. Sau thảm họa vừa qua, Phúc và Bảo chẳng còn gì ngoài mấy bộ quần áo. Bà Hiến đã 64 tuổi, mắc bệnh tim, thường xuyên phải lên bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên điều trị. Chồng bà Hiến bị tai biến, ngồi liệt trên xe lăn mấy năm nay. Giờ hai ông bà không biết phải làm gì để trả tiền viện phí cho Bảo nuôi hai cháu ăn học. Nguyện vọng của chúng tôi là làm sao chữa khỏi bệnh cho cháu Bảo, rồi lo cho cháu Bảo và Phúc học hành đến hết cấp 3. Chúng tôi già rồi, không có nhu cầu gì cả, quan trọng hai đứa bé, bà Hiền nói thêm. Một trong những địa bàn khác của tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất, đó là thôn Hòa Bình, xã Sán Trải, huyện Simacai. Vụ sạt lở đất vào sáng ngày 9 tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình có 5 người. Chỉ còn cháu bé 3 tuổi tên Sùng A Nhà. Cháu may mắn được cứu ra khỏi đống đổ lát. Hiện cháu ở nhà với gia đình bác ruột là anh Sùng Xeo Chớ và vợ là chị Giàng Thị Trà. Chị Trà rơm rớm nước mắt kể lại với mọi người. Sau khi đón cháu Nhà về với gia đình chị, hàng xóm đến gặp hỏi cháu Nhà bố mẹ cháu đâu, thì cháu hồn nhiên nói với mọi người rằng bố mẹ cháu, chị cháu, em cháu mất hết rồi. Lúc đấy cháu nhìn thấy núi sạt xuống vùi cả bố mẹ cháu, chị cháu, em cháu rồi. Mọi người nhìn thấy cháu, nghe thấy cháu Nhà nói thế mà không ai cầm được nước mắt, bởi vì cháu Nhà vẫn còn nhỏ, không kêu khóc gì vì tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức được rằng chết nghĩa là âm dương cách biệt, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng rồi những ngày sau không gặp được bố mẹ và chị, rồi em của mình, Nhà bắt đầu cảm nhận được nỗi đau mất người thân. Đêm đến nằm ngủ, cháu Nhà giật mình rồi quấy khóc cả đêm.
cháu vừa khóc vừa gào lên, bảo cho cháu gặp mẹ, gặp bố, rồi hỏi chị cháu đâu, em cháu đâu. Tôi cũng chỉ biết ôm cháu vào lòng, cố gắng dỗ dành cho cháu ngủ, chị Nhà kể lại với mọi người. Thưa quý vị và các bạn, nghe đến những dòng mà chị chia sẻ với mọi người, thật sự bản thân tôi cũng không thể cầm nổi nước mắt. Chắc rằng quý vị và các bạn khi nghe được những lời chia sẻ vừa rồi của gia đình về cháu nhỏ, là cháu Nhà đang mồ côi bố mẹ, mất chị rồi mất em. Chị Trà cũng tâm sự thêm với mọi người, mình chưa thể chăm sóc cháu chu đáo, cẩn thận được như bố mẹ của cháu đã từng làm. Chẳng hạn như ngày trước, cháu rất thích ăn món cháo gà do mẹ nấu, nhưng chắc mình nấu không ngon nên cháu hay bỏ ăn, rồi quấy khóc đòi gặp bố mẹ. Chúng tôi rất thương cháu mà không biết phải làm như thế nào được nữa. Và sau một thời gian điều trị các chấn thương do bị đất đá đè lên, hiện cháu Nhà đã đi học bình thường ở trường mầm non tại xã. Ở lớp, Nhà giao tiếp nhiều hơn với cô giáo và bạn bè, nhưng về đêm ngủ vẫn khóc đòi gặp bố mẹ, chị và em. Vợ chồng anh Chớ cũng không dư giả gì, hiện anh chị nuôi hai con nhỏ, cả nhà trông chờ vào ruộng lúa, vườn ngô. Giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức để lo cho các con cháu thôi, anh Chớ nói. Dù vậy, anh Chớ và chị Trà vẫn khẳng định rằng sẽ làm tất cả để nuôi dưỡng cháu Nhà, giúp cháu học hết cấp 3. Tuy nhiên, với hoàn cảnh của anh chị thực tế khó khăn như vậy, hai vợ chồng liệu có lo liệu được không? Tương lai của cháu vẫn còn rất gian khó và mờ mịt ở phía trước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những câu chuyện vô cùng xúc động về những đứa trẻ mồ côi tại trên Lào Cai sau trận sạt lở vừa qua. Còn nỗi ám ảnh khôn nguôi ở làng Nủ, thì cuối tuần các em học sinh học nội trú trở về bản, về thôn, thì nỗi nhớ các bạn càng thêm quay quắt. Cậu học sinh Ma Trường Quyền vẫn mơ thấy người bạn thân, nhưng khi tỉnh dậy lại buồn vì bạn đã mất rồi. Ma Trường Quyền, học sinh lớp 9 trường Trung học Phổ thông và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh, ngồi cạnh anh trai và mắt không rời xa chiếc xe máy xúc đang lê lết trên những vũng bùn ở bờ suối thôn Nàng Nụ. Đã hơn 20 ngày trôi qua, công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục, dù nỗi tuyệt vọng mỗi ngày lớn dần. Chiều ngày 26 tháng 9, có thêm một nạn nhân đã được tìm thấy. Cậu bé nổi da gà khi nghe người lớn nói rằng không thể tìm được nữa vì chôn sâu tới 30 mét. Em Quyền vừa ở trường nội trú và trở về nhà vào ngày cuối tuần. Nỗi ám ảnh lớn tới mức ngày đầu tiên đi học sau trận lũ quét, người mẹ phải chở em đi tận 5 km ra trường học vì cậu vốn sợ ma. Quyền nói một câu khiến tôi và mọi người cũng phải giật mình. Hai người bạn thân của em là Ánh Nam và Quỳnh Mai đã tử vong, nhưng có một người bạn thân nhất là Ánh Nam về gọi em. Dù đi tắm, em mừng quá vì thấy bạn còn sống, nhưng mở mắt ra thì biết là ngủ mơ. Em Quyền nhìn ra bờ suối, cũng chỗ đó vào ngày mùng 10 tháng 9, lúc sáng tinh mơ, tiếng người la hét vang cả xóm. Và cậu nhìn ra thì thấy người bạn thân nhất của mình là Hoàng Anh Trường đang chới với giữa bùn đất. Con suối chảy qua làng rất hiền hòa, nhưng sau tiếng nổ của núi thì giống như một phép màu, và còn hơn cả ác mộng. Núi đất cao khoảng 30 mét tuôn xuống và cuốn theo rất nhiều người. Khi thấy một người kéo được Ánh Nam vào gần bờ, Quyền đã không ngại nguy hiểm nên nhào ra đỡ và gọi tên. Bạn ấy chắc không kịp nhìn thấy mình
chỉ ngáp mấy cái rồi nhắm mắt lại luôn. Quyền khóc và kể lại với mọi người. Còn thầy Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, chia sẻ có 13 em học sinh đã vĩnh viễn không còn quay lại trường học. Nhà trường vừa tiếp nhận và sắp xếp học nội trú cho 107 em học sinh ở thôn Nàng Nủ. Khoảng cách từ nhà trường tới thôn Nàng Nủ chỉ khoảng 5 km. Theo quy định, các em học sinh này không được ở nội trú. Vì vậy, nhà trường mong muốn các cấp chính quyền xem xét tạo điều kiện cho nhà trường cơ chế đặc biệt để giúp các em từ ngày chuyển sang chế độ học nội trú và cuối tuần mới về nhà. Quyền và người anh trai là Ma Trường Huy cùng nhau rời thôn Nàng Nủ, nhưng hình ảnh núi rừng và người bạn khép dần đôi mắt, thở hắt hơi và qua đời khiến cho em bàng hoàng và mong trở về nhà vào mỗi ngày cuối tuần. Và đâu đó có những người vẫn đang chờ bạn. Sáng ngày 24 tháng 9, sư đoàn 316 quân khu 2 và lực lượng bộ đội biên phòng đã rút quân sau 15 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận sạt lở thôn Nàng Nủ vừa qua. Nhưng tại hiện trường vẫn còn một số ít anh em bộ đội để hỗ trợ bà con thêm vài ngày nữa. Cậu bé Hoàng Trần Bảo Sơn, Hoàng Thị Chi và Hoàng Thị Ánh Hồng từ trường trung học phổ thông và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh trở về nhà. Bà con thôn Nàng Nủ lao sao kể chuyện từng bắt con chăn trên núi con voi bỏ xuống, có khi lại bị quả phạt. Dọc bờ sông, những chiếc xe máy múc vẫn ầm ầm đào đất. Mỗi khi chiếc gầu sụp xuống bùn, nhiều người lớn thì rớn ánh mắt nhìn theo vì sợ sẽ chạm và làm đau ai đó đang nằm dưới bùn đất. Những ngày học ở trường, các bạn luôn nhắc tới những cô, cậu bé học cùng trường may mắn sống sót và đang nằm điều trị tại bệnh viện. Đó là em Sầm Văn Nhuận, Nguyễn Thị Tuynh, Hoàng Ngọc Nan. Khi trở về trên con đường với những đồi cọ lô xô hiện ra bên cạnh dòng suối, Bảo Sơn lại rơi nước mắt. Cậu nói với mọi người, chỗ đó chứ, cháu với bạn trường hay chạy dưới rừng cỏ, rồi rủ nhau lên tắm suối ở chân núi con voi. Bóng dáng của ba em học sinh đứng bên bờ suối, trong âm thanh ầm ầm của máy xúc, bóng người lao sao đi lại và nét mặt hiện nỗi u uẩn. Bà Hoàng Thị Cảnh gọi, thôi về lo đi học đi, đừng ra đây chờ nữa, tối về ngủ lại thấy chiêm bao. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, tuổi thơ của các em đã gắn liền với những con suối, dòng sông và những quả đồi nơi đây. Vậy mà giờ đây thì đã tan hoang không còn nữa. Các em đã không còn có bạn, đã mất đi rất nhiều bạn. Giờ đây các em đang rất thương nhớ và chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi trận sạt lở vừa qua. Mong rằng thôn Nàng Nủ, bà con rồi tất cả mọi người, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ sớm vượt qua được nỗi ám ảnh mà vừa rồi mọi người đã phải gánh chịu để cùng nhau xây dựng lại thôn Nàng Nủ